Jen từng vất vả chinh phục Kim Tae-hee ra sao? Jen từng bị Kim Tae-hee từ chối hẹn hò vì không phải cô. Chuyện tình đẹp của Jen và Kim Tae-hee khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chính thức về chung nhà vào năm 2017, cặp đôi đình đám nàng giải trí Hàn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với hai nhóc tỷ đáng yêu. Mới đây, Jen xuất hiện trong một chương trình tạp ký, hé lộ câu chuyện thú vị khi mới bắt đầu gắn tình và xã. Jen bị Kim Tae-hee từ chối hẹn hò vì không phải cô. Jen cho biết anh gặp Kim Tae-hee vào thời điểm đang rất nổi tiếng. Khi ấy, cả hai cùng quay chung một quảng cáo. Nam nghệ sĩ thú nhận rằng ban đầu anh không xem Kim Tae-hee là mẫu người yêu lý tưởng và điều thú vị là cô cũng có cảm giác tương tự. Một lần nọ, Jen xin được số điện thoại và ngỏ lời mời Kim Tae-hee đi ăn. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối thẳng thừng. Cô đáp lại rằng, tại sao ạ? Tại sao chúng ta phải đi ăn cùng nhau? Phản ứng của Kim Tae-hee khiến Jen tự ái. Anh nổi tình yêu thắng rồi tự đặt câu hỏi, vì sao lại không nhỉ? Mình cũng là một người đàn ông tốt mà. Dẫu vậy, giọng ca Benich vẫn quyết định ngỏ lời một lần nữa và tiếp tục nhận được câu trả lời phũ phàng từ Kim Tae-hee. Tôi nghĩ không có lý do gì để làm điều đó cả. Thậm chí, anh còn cố tình lấy lý do mình sắp nhập ngũ để thuyết phục thế, nhưng nữ diễn viên vẫn kiên quyết nói không. Khoảng một năm sau, khi Jen đang trong khoảng thời gian nghỉ phép quân sự, anh muốn rủ Jen một người bạn đi ăn cùng mình, tuy nhiên lại vô tình gửi nhầm tin nhắn cho Kim Tae-hee. Khi nữ diễn viên phản hồi, Jen ngỡ ngàng nhưng nhiệt chấp lấy cơ hội để mời cùng ăn. Điều bất ngờ là Kim Tae-hee đã đồng ý, đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ của cả hai. Trước đó, trong một chương trình, Jen cũng tiết lộ rằng bà xã từng nghĩ anh là trai hư và là người đa tình nên đã nhiều lần từ chối người vào tình. Jen nghĩ đến việc giải nghệ. Trong video trên kênh YouTube cá nhân, Jen thẳng thắn cho biết anh đã nghĩ đến chuyện giải nghệ. Từ đây tôi suy nghĩ liệu mình có đang theo kịch khởi đại không. Hay đến lúc buộc phải cân nhắc việc kết thúc mọi chuyện rồi. Là nghệ sĩ ngờ vực bản thân và đấu tranh nội tâm về việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của mình. Tôi tự hỏi mình có làm việc đủ chăm chỉ để đáp ứng những tiêu chuẩn này. Tất nhiên, tôi vẫn đang trang trí như vô khi tôi nhận ra ngoài kia và rất nhiều về đổi tiếng hát mà khán giả có thể theo dõi. Thế thì tôi có cần hoạt động nữa hay không? Trước những lời tâm sự này, thiệt ít nên tiếng Trần An Jen. Người ta nói rằng Park Ji-soo, cầu thủ bóng đá nổi tiếng Hàn Quốc, đã để bản thân đến giới hạn trong thời kỳ đỉnh cao. Có thể anh cũng có cảm giác tương tự vì tình chạy quá nhanh và giờ trình đang chậm lại một chút mà thôi.